Chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn đây là ốp lưng dẻo viền màu thương hiệu là Mi Phong các bạn ha. Hiện tại thì shop có 3 màu vàng, hồng và màu bạc. Các bạn thấy đây là màu bạc các bạn. Đây là mình cũng mượn máy của khách nên là mình cũng giới thiệu sơ và nhanh gọn các bạn ha. Tất cả các viền thì được làm bằng màu các bạn, nhựa dẻo, mặt lưng thì trong suốt, có những cái điểm nhấn các bạn thấy rất là đẹp. Trong volume này nó bấm rất là nhẹ các bạn ha, nó dẻo. Mẫu này thì hiện tại shop bán rất là được và là phản hồi rất là ok từ khách các bạn ha. Các bạn thấy đây, nút gùa đã rất là nhẹ nhàng các bạn ha, volume nhẹ nhàng các bạn. Còn đây là màu vàng, shop khui cái màu vàng đó các bạn ha. Thì cần cái này thì còn găng ti nên là mình khui đâu, các bạn thấy cắt cái lớp ti này ra thôi. Shop sẽ lấy giới thiệu chi tiết với các bạn luôn. Đây là màu hồng, đây là màu vàng các bạn nhé, ba màu, màu hồng, màu vàng và màu bạc, sự lựa chọn hoàn hảo cho cái S7S các bạn ha. Rất là đẹp, tuyệt vời các bạn ha, chống sốc. Nó có một cái đặc điểm đặc biệt đó, mà thường khách hàng hay hỏi shop là nó có che camera hay không, bạn thấy không chạm. Cái thứ hai khi mình úp xuống màn hình như thế này thì nó cũng không chạm các bạn ha, tránh cái tình trạng chày màn hình hoặc tác động màn hình lên màn hình các bạn ha. Sự lựa chọn hoàn hảo cho cái S7S. Giới thiệu lại với các bạn, đây là ốp lưng Samsung Galaxy S7S thương hiệu là Mi Phong, dẻo trong suốt viền màu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, chúc các bạn một ngày vui vẻ.